chào mọi người. Có lẽ ít ai biết được rằng để đổi lại sự thành công như hiện tại thì Oanh đã từng trải qua biết bao nhiêu giai đoạn khó khăn. Oanh đã từng trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, gặp gình sóng gió và đã lấy đi mồ hôi nước mắt của Oanh rất là nhiều. Nhưng mà mỗi ngày Oanh đã cố gắng không ngừng nghỉ. Và hôm nay Oanh làm video này để chia sẻ cho các bạn câu chuyện tay trắng khởi nghiệp kinh doanh online của Oanh là như thế nào nhé. Chắc hẳn ít ai ngờ tới xuất phát điểm của Oanh chỉ là kinh doanh truyền thống, tự mình buôn bán ngoài chợ để nuôi sống bản thân. Khi còn nhỏ, Oanh rất ngưỡng mộ và ghen tị với các bạn được ăn học tử tế, còn Oanh chỉ học đến hết lớp 3, sau đó thì nghỉ học. Khi Oanh mới 12 tuổi, đã phải tự bươn chải cuộc sống, phụ giúp gia đình, tự kinh doanh truyền thống với sạp quần áo ngoài chợ. Tuổi thơ của Oanh khá cơ cực, xuất phát điểm của Oanh thua xa rất nhiều so với các bạn. Nhưng nhiều lúc Oanh tự an ủi chính bản thân mình, nhờ có vậy nên cuộc sống đã rèn cho Oanh tính cách tự lập, mạnh mẽ. Và cũng nhờ vậy Oanh luôn cố gắng, nỗ lực để được tốt hơn mỗi ngày. Với bản tính không cam chịu cuộc sống cơ cực của mình, Oanh không ngừng tìm kiếm cơ hội để mở rộng và phát triển công việc. Với xu hướng phát triển chung về kinh doanh, sau hơn 13 năm kinh doanh truyền thống tại chợ, Oanh dần từng bước tìm đến với mô hình kinh doanh online. Và lúc đó, Oanh ngay lập tức bắt tay vào mày mò học về kinh doanh online, cách bán hàng trên Facebook. Sau đó, từ năm 2018 đến 2019, Oanh thử sức tham gia kinh doanh hệ thống. Do thiếu kinh nghiệm, chưa có nhiều kiến thức về kinh doanh online, thiếu người dẫn dắt, không có lộ trình, bế tắc nên thất bại. Tuy kết quả là gãy đổ, nhưng Oanh nhận ra bản thân cần học hỏi nhiều và rất nhiều. Tháng 11 năm 2019, Oanh biết đến mỹ phẩm Dr. Lacy qua sự giới thiệu của một người bạn. Ban đầu chỉ là muốn trải nghiệm sản phẩm với vị trí là khách hàng. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm, cảm thấy sản phẩm rất là tuyệt vời, giải quyết được vấn đề về da của mình nên ngày càng tin yêu, đặt thêm sản phẩm để sử dụng. Dường như đây chính là cơ duyên, là bước ngoặt đưa Oanh đến với Phạm Kim Group. Sau 2 tháng sử dụng, Oanh đã quyết định đầu quân cho hệ thống mỹ phẩm Dr. Lacy thuộc tập đoàn Phạm Kim Group. Lúc đó, Oanh tham gia với vị trí đại lý với mức doanh số là 60 triệu. Khi gia nhập hệ thống Dr. Lacy thì mọi thứ đến với mình quá tuyệt vời. Sản phẩm tốt, cơ chế chính sách tốt, người boss có tâm có tầm. Công ty đào tạo liên tục về sản phẩm, về kinh doanh, về marketing. Công ty lại thường xuyên mời các thầy, các chuyên gia về đào tạo. Và chính tại đây, Oanh đã tìm được người dẫn đường tuyệt vời cùng với các chị em dưới mái nhà Phạm Kim Group. Giữa năm 2020, Oanh bắt đầu có những thành công, doanh số lên đến 500 triệu, trở thành nhà phân phối của công ty với 10 đại lý tuyến dưới và đã có những kỹ năng, kiến thức, công thức kinh doanh cho riêng mình. Tháng 5 2021, Oanh chính thức bứt phá bản thân, nâng cấp được doanh số 1 tỷ một tháng. Đây là một điều quá tuyệt vời mà trước giờ Oanh không hề dám nghĩ đến. Hiện tại, Oanh là giám đốc phát triển kinh doanh của hệ thống mỹ phẩm Dr. Lacy, tập đoàn Phạm Kim Group. Và Oanh cũng đã mở được cho mình một showroom và chuẩn bị đợi đến ngày đẹp để lái xe hơi cho tiện những chuyến công tác và hỗ trợ khách hàng cũng như là đại lý tuyến dưới của mình. Trên đây là câu chuyện lập nghiệp của Oanh. Kinh doanh online, mua nhà, mua xe chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng qua đây, Oanh chia sẻ câu chuyện của mình như một câu chuyện truyền động lực cho mọi người. Vì Oanh là một cô gái chỉ học đến lớp 3 nhưng mà Oanh đã làm được. Vậy thì bạn chỉ cần cố gắng và tập trung đi đúng hướng thì Oanh chắc chắn bạn có thể làm được. Cuối video, Oanh muốn gửi lời cảm ơn đến chủ tịch Đỗ Kim Yến, người đã tạo ra một sản phẩm vô cùng tuyệt vời và người đã tạo ra một Phạm Kim Group để chị em có thể thay đổi được cả cuộc đời, thay đổi tư duy và phát triển nền tảng kinh doanh. Người thứ hai mà Oanh muốn gửi lời cảm ơn đó là Boss Thái Phương Anh, một người boss có tâm, có tầm, luôn theo dõi, theo sát sự trưởng thành của từng thành viên ở trong hệ thống. Và hai người mà Oanh luôn luôn biết ơn đó là boss Trần Phương Nguyệt và boss Nguyễn Như. Hai người bạn cũng là hai người boss luôn luôn đồng hành, thấu hiểu cùng Oanh à. Và năm mới bước sang năm 2022, Oanh xin chúc cho tất cả hệ thống cũng như là hệ thống Nguyễn Như có một năm mới an khang, thịnh vượng và bùng nổ doanh số trong năm mới nhé mọi người. Xin chào mọi người.